Quả đen và đại bàng. Bạn có biết quạ là loài chim duy nhất dám tấn công đại bàng bằng ngồi trên lưng và mổ vào cổ đại bàng không? Tất nhiên, quạ làm sao so với đại bàng, vì đại bàng là loài chim cao quý, không chỉ cao to ở kích cỡ mà còn quý hiếm vì nhiều nét độc đáo của một loài chim có tầm cỡ anh chị. Thế mà quả dám nghĩ đại bàng sẽ phải thúc thủ chịu thua quả. Một loài chim đen đủi, vô duyên, thích ăn xác chết, mà người đời chọn làm biểu tượng của đám người chuyên phao tin thất thiệt, thích phát tán vô trách nhiệm tiếng đồn nhảm nhí, vô căn cứ, nhằm vu khống mà lì hạ uy tín người khác. Nhưng rất tiếc lại hèn nhát ném đá giấu tay, ẩn mình tránh mặt. Loại người chuộng tính nết của loài quạ đen không làm được chuyện lớn, nhưng thích làm lớn chuyện để quậy phá thiên hạ bằng những thị phi khích bác, phê phán hồ đồ, nhận định vu vơ, bình phẩm vô tiền khoáng hậu, kết luận chật ruột không đâu vào đâu. Họ không thích làm việc nhưng ham tám chuyện, và chuyện gì của người khác cũng được tám thành cám trong miệng họ. Nghĩa là họ say mê mổ xẻ, sâu xé, nghiền nát đời người khác. Bởi sở trường của hạng người quạ đen này là ganh ghét với mọi người, vì biết mình tầm thường, nhỏ mọn, kém cỏi, như loài quạ đen đúa, tối tăm, bẩn thỉu, sánh sao được với đại bàng lẫm liệt, oai phong. Hạng người lấy quạ làm hình ảnh lý tưởng, còn giống quạ ở tính kiêu căng tự mãn, nhất là thái độ hiếu chiến hung hăng, khi tự hào mình biết tất cả, làm được tất cả, đánh gục được tất cả, nên như quả đã chẳng ngại nhưng liều lĩnh tấn công cả những người đáng kính nể, đáng tôn trọng, vượt xa, rất xa về mọi phương diện. Và đám người giống quả ấy cũng như quả đã nuôi nhiều ảo tưởng khi nghĩ rằng họ đánh ai là người ấy gục, hạ ai là người ấy ngã, mổ vào cổ ai là người ấy phải điêu đứng, đầu hàng, xuôi tay, sụp đổ. Nhưng quả có biết đâu, đại bàng cứ phớt lờ để quả ngồi trên lưng, cứ tỉnh bơ để quả say men chiến thắng khi mổ vào cổ, cứ nhẫn nại chịu đựng để quả vừa mổ vừa rung đùi khoác lác trước những con mắt ngố ngác, những ngưỡng mộ của đám côn trùng từ lâu vốn hiếu kỳ, thích xem quả điên đảo múa may quay cuồng, khua chiêng đánh trống, inh ỏi om sòm, bêu xấu, bôi nhỏ hết người này người nọ, từ chuyện ngoài chợ đến chuyện trong chăn trong nhà thiên hạ. Bởi đại bàng thông minh đã biết sẽ phải làm gì với quả. Quả làm gì có thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra cho mình khi hãnh tiến chễm chệ ngồi trên lưng đại bàng và dồn hết sức mổ vào cổ đại bàng, cốt làm đại bàng bị thương, chảy máu, đứt cổ, gãy cánh, gục chết. Và như thế quả sẽ trở thành thủ lãnh các loài chim. Thực vậy, đầu quả đen tối với những mưu hèn kế bẩn, miệng quả tanh hôi vì ăn xác thối rữa ngoài đồng giữa rừng, tay chân quả nhơ nhớp với những của biển thủ ăn cắp chiếm đoạt, nên quả đần độn ngu dốt cho đến phút chót cuộc đời, khi gục chết ngay trên lưng đại bàng vì thiếu oxy. Bởi đại bàng càng bay lên cao, quả đen càng khó thở, vì trên cao không còn dưỡng khí. Vì thế, chúng ta đừng để mất thời giờ nghị lực vì những thị phi vu khống hồ đồ của thiên hạ, nhưng hãy bắt chước đại bàng phất tỉnh không quan tâm khi rơi vào tình cảnh là nạn nhân của bọn quả ác khẩu. Trái lại, hãy bình tâm tiếp tục sống cao thượng, tiếp tục làm việc tốt, tiếp tục làm đời mình có giá trị ý nghĩa hơn. Vì ta càng kiên định nâng cao tầm, kẻ hại ta càng ngộp thở mất đất sống. Ta càng sống tốt sống đẹp, kẻ gièm pha đốn mạ uy tín danh dự và phá hoại đời ta sẽ càng bẽ bàng thất bại. Bởi cuộc đời là thế, lẽ đời là vậy, và chẳng ai có thể phá bỏ được quy luật này.